lộ chân dung hai con riêng của vợ Quý Bình, con gái đẹp như mỹ nhân, con trai chuẩn hot boy nhí. Là một doanh nhân giàu có lại kết hôn với nam diễn viên nổi tiếng Quý Bình, nên mọi thông tin đời tư của Ngọc Tiền nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Được biết, trước khi đến với Quý Bình, Ngọc Tiền có hai người con riêng, một gái, một trai. Con gái của Ngọc Tiền đã trở thành thiếu nữ lớn phỏng phao, còn quý tử của nữ doanh nhân năm nay lên 4 tuổi. Trên trang cá nhân, Ngọc Tiền thường xuyên đăng ảnh của hai con. Cô cho biết hai con là tài sản quý giá của mình. Dù bận rộn với công việc, nhưng vợ của Quý Bình luôn dành thời gian ở bên các con. Đặc biệt, Ngọc Tiền cũng hé lộ Quý Bình có mối quan hệ rất tốt với con của mình. Trên trang cá nhân, cô cũng từng đăng ảnh Quý Bình thân thiết với con trai.